Bây giờ thì để ông nói chuyện một lúc cô bác thì mới biết được. Anh Hùng. Ồ, 54 bản chính này chứ nào. Đấy, bây giờ thì cô cũng vừa gọi là cô bác ạ. Vừa gọi là hỏi cái là ok luôn đấy. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Lo gì? Bây giờ lên răng sắm lắm rồi răng con không? Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô bác, anh chị và tất cả khán giả đang theo dõi trên kênh bản em cô bác nhé. Hay còn bây giờ thì xin mời tất cả cô bác, anh chị cùng theo dõi video và cùng cháu Lực với lại ông với lại em Sử lên trên nhà bên kia để mà xem là thương lượng hay là đàm phán có xin được nước không để mà bỏ nước vào cái tách này cô bác này. Hãy nhìn từ xa thì một ngôi nhà cực kỳ là nổi bật khi mà mình đi qua đây, nó đập thẳng luôn vào mắt của mình các bác ạ. Đấy. Nào, Hải với Sử gửi lời chào tới các bác đi. Cháu Hải xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Rồi. Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Rồi, bây giờ là nhà chú ở trên này đúng không? Rồi, em Sử thì ông thì đi trước rồi cô bác ạ. Để mà anh em mình đi thôi. Đấy, Sử có nghi là cái nguồn nước ở kia nó chảy từ đây xuống không? Ở đây thì nhà chú ở trên này cô bác này gọi là có nguồn nước ở bên kia thì bây giờ sẽ đi hỏi chú xem là mình kéo thêm một ống nữa thì có được không để mà để vào cái tách ở bên dưới. Năm. Đấy, để ông là người lớn ông hỏi trước thì mới biết được các bác ạ. Nếu năm là ảo á? Nếu năm là ảo á? Bạn ấy sử bạn ấy sử sấn mà yếu này bây à? Đây như mấy? Trả hàng đây chứ. Hả? Trả hàng đây chứ. Lên, rõ, hơi sử, ổ mà tôi đi tách tắm là tôi biết cái đấy như mấy. Đưa mà tách à, đấy. Dạ chứ cả. Lên là ba này, dân là ba dân à? Ba vào đây này. Phải đóng nửa má. Phải đóng nửa má. Bây giờ thì để ông nói chuyện một lúc cô bác thì mới biết được. Anh Hùng. Đây, ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là có nguồn nước của nhà cô chú này khá là to các bác. Còn cái nguồn nước này có phải nguồn nước ở bên kia không Sử? Có à? Nguồn nước này là nguồn nước sạch luôn đấy nhờ. Ôi ơi, đây có cái nguồn nước này mà đi gọi nó là rất là tiện các bác ạ. Ô, vừa mới rửa rau xong à? Ông đang xem một chút. Cái lá này gì? Phước lá nào? Ốc sư mà. Tuy cái loại bụng này à? Sấn à? Bắn sư sấn bụng éo về này tế bài mà. Hơi tốt tế không? Anh tế cái tắm đi tao tết. Đấy, đây chứ nổ.
Ồ, 54 bản chín này chứ nào. Ồ, đấy. Bây giờ thì cô cũng vừa gọi là cô bác ạ, vừa gọi là hỏi cái là ok luôn đấy. Đấy. Cô nếu năm này nếu năm là nhất là. Ồ, lấy tạm dân về chỉ lấy tụt đấy. Ồ. Này này, tí lâu tí lâu. Nó thẳng. Chạy rồi. Ô, đi đâu rồi nhỉ? Đi đâu rồi? Sứ. À, hái cho anh bảo. Đây, đi đưa cái bánh này cho hai em vừa rồi nhá. Và chia nhau. Đấy, chia nhau. Ông thì đi vào nhà rồi à? Lắng ảo này á. Ồ. Đây, nhà cô thì là cái nhà này cô bác này, nhà thì cô thì cũng vừa mới làm luôn. Đây, ở đây thì bà con tất cả là làm hoàn toàn là bằng cây sao mộc hết cả. Cho được nhìn thấy là có những cái cây cột rất là to, có thể là đi vào tham quan một chút. Ui. Nước một khơi rất mờ đúng không nào? Đúng không? Đúng không? Tham đi này bố. Tham đi này bố. Đi. Ồ. Đi đến đây. Ờ. À, thế là làm cô làm hai chú ngủ à? Ui, đây là thóc hay là gì đấy? Đây chứ, khóc sán nè. Ừ. Ui, nhà này có vẻ như đại gia ngầm đấy nhở? Ồ, đấy có gọi là tầm độ 20-30 bao quá. Ồ, đây, ở đây thì cháu Lực cũng nhìn thấy là ở đây là cái bếp củi đấy các bác này. À, cái bếp củi, này chiếm hóc cái mình nọ. Ồ, lắc chân nhà mô. Đấy. Đấy, bà con thì phải nói là ở trong nhà thì không thể thiếu được cái bếp củi như này cả cô bác ạ. Ôi à. Ôi thơm đấy à. Này khai với khai lấy áo. Hả? Lắp phải chúng ăn á. Ồ. Mắc khén đấy cô bác này. Đây là mắc mắc khén rừng rất là thơm các bác. Đây, ở đây thì nếu mà cô bác anh chị nào mà quan tâm tới hạt sỏi hay là mắc khén ở vùng cao thì có thể là điện thoại cho Lực thì cho Lực xế gửi được cho bác những cái cho cô bác anh chị là những cái đặc sản gọi là trên vùng cao, không biết là cô bán không? Em Khái à? Ô cái bò kìa, bò sao một Khái bò? Một Khái bò, ông rồi đây rêu lắm không? Đây cô thì vừa rồi là bảo là chia cho Lực một ít rồi cô bác này. Bùa 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 lá nó chín chứ này bánh đấy cô thì vừa bảo chia cháu Lực một chút rồi các bạn, nhưng mà cháu Lực bảo là ở nhà cháu Lực thì cũng có rồi, thế mà bán thì cháu Lực mua lại. Ông thì lại tiếp tục là ra kia là đàm phán tiếp các bạn đấy, bây giờ là đàm phán một nhà, còn thêm nhà thứ hai, nhà thứ ba nữa. Ôi không lại nhà thì lò ôi ơi. Con thang á? Đây trẻ con này không bác? Dê với bài bờ lê? Thắng à? Dê với bài bờ à? Dê với viên á? Đang ở viên á? Dê bài chín phúng à? Dê bài chín hút á? Ồ. À, bác, ào. Hơi sư, bán hơi sư, sư năm này bài mai, yếu lò nổ. Ờ, đá chân. Đá chi ta? Cân, ở trên nó xít tít một cân à? Bỏ cân ra. Chú thì cũng có bảo là đưa đứa cháu chứ nổ. Hơi tầm mình tét ở đây, tầm mình tét ở đây tao ma bít đấy. Bây giờ thì như thế được không xử được à? Đấy, bây giờ thì cô chú có bảo là cho đầy một tách rồi thì lại cho đầy một tách, lúc nào mà hết tách thì lại tiếp tục là lên thả, hết tách là tiếp tục lên thả. Ở đây thì có thể là ngày mai cháu Lực sẽ mua ống nhựa lên trên và kéo, hoặc là bây giờ thì hỏi xong mọi cái rồi thì có thể là mấy anh em sẽ đi tham khảo thêm là cái đường kéo xem là nên kéo vào đường nào. Đấy. Ở đây thì ông vừa lên hỏi cái là cho luôn các bác. Mình cũng được các cô các chú gọi là hàng xóm có xử rất là thương yêu lẫn nhau. Mua điện năng nhắc là đi vài à, bắt đầu bắn à, ngồi bắn ra rồi sao bắn ra hát được là nó làm tao quên chơi đi bong bảo hành phiếu. Đi bắn ra không? Đi lắc đi ra cái hốc cái mày đi nó đi khẩu trùng khẩu thuốc chỗ đây không? Vừa rồi thì cháu Lực có nói với cô rằng là vừa rồi trước cháu Lực có tặng một cái
nồi cơm điện đó các bác, hỏi là có bị làm sao không, thì nếu mà bị làm sao thì cháu được mang đi đổi. Đấy, cái phần quà này thì cũng được các bác Trần Thị Tiên là bác ấy gửi cho hàng xóm ở xung quanh nhà sư. Bạn này đâu phải răng nó gì à? Có răng bao lần nọ. Đấy, phải coi. Lên bên đâu bị răng mà làm cho có video bác. Bốc chúng ngàn ạ. Nào. Anh em hãy sư. Cắt tập phải mấy? Ta làm với răng mấy? Hả? Ta làm với răng mấy? Cái bé à? Phải chứ, phải mà. Lo. Lo sư. Bây giờ thì đi xem một chút các bác, đi xem cái nguồn. Đấy, vừa rồi thì hỏi là hai nhà là được rồi. Đấy, còn là nhà cuối cùng là nhà của anh bên này. Thì anh bây giờ bảo là cũng gọi là cùng đi xem luôn. Đấy. Áo này ấm không sư? Có à? Thích không? Ồ. Ôi ở đây trồng trâu ở gọi là trong hang luôn này. Nhờ. À, trong kia cháu được nhìn thấy là có rất là nhiều cây cây mà người ta chiết xuất ra tinh dầu bác rất thơm. Thế sao sửa nên mất tiền này sửa bê đất thôi tôi thì bài à? Ôi này mình lại nhiêu năm rồi đấy? Lại nhiêu rồi đấy? Hả? Lại nhiêu rồi đấy? Ôi bùi này chiếc màu như nào kìa. Ở đây thì có một ống là của nhà trường đấy các bác này. Ào này sao hồi xuân mới lên xuân tới ba mới xuân tới này về đây. Nãy mai thế. Nãy á? Ừ. Nãy mình yêu á? Tập tiếng an tinh như. Ồ, lên nửa nãy mình yêu sao? Dê ơi, nhiêu nửa chứ nữa à? Bác bị răng nhiêu nửa bao lâu? Một chân nhiêu này là nhiêu nửa này. Thế thì. Xe là xa thế mà. Hả? Xe xa thế mà. À. Cứ tưởng là cái nguồn này nhưng mà lại không phải các bác ạ, này nguồn bên trên. Ào, tự làm bị răng mất đây. Nhìn này ạ. À, này, khá đấy nào. Khá, nhìn này. Khá nướng này á. Nhìn này, nướng dai, không nhìn này. Ồ, tên nướng á. Ừ. Ồ, cái bao nào kìa. Bị răng mất rồi kìa. Mới. Đấy, cái nguồn này thì lại đi xa hơn được các bác. Ào, bị chi là nó mà. Nguồn này lại đi xa hơn. Này sứ ơi, đấy tốm ạ. Ôi, ông đi đâu rồi? Ông đi trước rồi à? Thế sứ có biết cái nguồn nước ở trên này không? Không ạ. Không à? À. Thế thì bây giờ phải để các chú dẫn đi. À ơi, mất tốn, mất bị chia là năng mà. Em nhiều núi nữa nào? À dê á? Ồ, ở đây thì cũng có vừa ai lên kéo này có bác này. Ừ, này à, lại nữa à? Ồ. Nè. Ờ, cho nhiêu này, cho cái cái nguồn này đúng không? Đây có ống rồi. Đây có ống nhá. Hai ống rồi. Đây có hai ống rồi à? Thế, thế bây giờ nếu mà cho em xin một ống ấy, nhà sử ấy thì là cho kéo ở đâu? Có nữa, hết nữa. Hết nữa, nhưng mà gọi là như vừa rồi em xin ấy, bảo là lúc nào mà đầy tách ấy thì lại tắt. Đầy tách thì lại tắt. Nhưng mà ở đây là cái nguồn này là cái nguồn ảo ra. Này á? Ờ. Chết quan tá. Sao lấy bóng nằm vào hợp biển lấy. Của miền nát chiến lấy tí. Tây lấy bóng tới hợp biển. Lấy tí bóng rồi nè. Lấy hồ chứ. Lấy hồ á? Ờ. Hồ cho đó rồi lấy. Chứ tờ ạ. Ồ. Tí cái bởi đi lần áo á. Níu lấy hồi sân đề này bởi đá sân đề tây tờ tây. Thế đó lấy. Để áo nhìn khác ạ. Chọn mình tạo này, chọn mình tạo được. Tao bái chưa? Ồ, xin được tao bái đi ra. Ừ, đi dân bái chưa? Ồ, lấy nuôi để dân bái ra. Ừ. À. Cái này tăng nè. Ồ, lấy lá lấy ổn này hờ đi chưa? Ồ. Đến này buổi sáng nhiều nó sẽ đọc bị sừng con này chứ mẹ. Nếu chẳng nhiều với cái con này, cứ chạy ớ nó đi về răng mất đọc cái gì? Thế sao đấy tao sừng đến nhiều nữa bái luôn à? Ớ. Đấy. Ở trên kia có thêm một nguồn nữa các bác ạ. Bây giờ thì đi cái á? Sao ấy? Anh vừa bảo gì á?
Trên đấy không có. Không có rồi á? Ấy mà ăn là nàng gối luôn đi. Ấy bảo dùng có thứ tốt lắm. Mới được biết mới nói gì cả. Chọn đi thảo là. Ồ, cái bạn ấy hơi bị sơn đi tới chứ nọ. Vừa rồi thì cháu Lực tưởng rằng là ra bên này là có thì mà chú các chú bảo ra bên này xem mà có nhiều nước thì kéo ở đây đi, nhưng mà ở đây lại nhưng mà lấy đi giò đi lái chứ mày nè, lấy phiêu đi lái chứ mày. Nhưng mà bây giờ ở đây lại có rất là nhiều ống kéo rồi, thành ra là không có dám cho thêm kéo nữa. Này đi dù đâu mà tớ lái chứ nọ nè nè. Nữa. Dù đâu mà tớ nào. Đúng rồi, dù đâu mà tớ à? Tại sáng sáng này mà. Cái nguồn đó là. À đây à? Đây này. Đây có một ống đây nè. Ui, tít trong kia đấy nhở? Nhưng mà ở đây nếu mà nguồn các chú thì có thể là xin kéo cái chỗ này đi được nhở? Đây này, đây nó dò ra rất là nhiều này. Nó ảo nó pi nọ, liêm chờ nọ, còn cái nước này thì phải nói là rất là ấm các bác, uốn đáy nọ, cái nguồn nước này lấy được về là có thể là gọi là có quanh năm không các bác, rất là ấm này. Giờ thì này mà đến mùa đông này là đi ọc dài khẩn đấy nọ, thì nang này gần tăng năm uốn đấy nọ, nguồn này ui tiếc quá của bác ạ. Nếu mà của các chú lên thì các chú cho xin rồi. Ôi, hạt này hạt gì đây? Đây là hủy găng đấy. Cà sú. 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 Hạt gì ấy nhở? Không biết. Ôi, nhưng mà nguồn nước này thích thể nhở, ấm. Thế luôn các bác ạ. Sờ vào nó rất ấm, nhưng mà nếu mà sờ vào cái nguồn nước này thì rất là lạnh, rất là buốt. Đây, bây giờ thì... thêm mà nhiều ống quá rồi các bác, ở đây cháu được nhìn thấy là có 4 ống rồi, thành ra là các chú bảo là nhiều quá thì không cho kéo nữa, cho kéo ở gần nhà các chú đi thôi. Đây là có một nguồn là nguồn như nhà trường này. Ui. Thế bây giờ thì các chú không cho kéo ở đây đi nữa các bác, thì chỉ có là đi ra bên kia là cách là khi mà mình dùng hết một tách rồi thì mình lại lên xả thôi. Hôm nay ai vừa kéo thêm một ống mới xử nhờ? Nhà chị dưới kia. Nhà dưới kia luôn à? Thế ở trên này thì không có cái nguồn nào nữa à? Anh. Ôi. Cái khe suối này có bác này, tất cả thì đều là nguồn nước sạch thôi, nhưng mà do là trên kia có vài hộ gia đình, thành ra là bà con cũng không có dám dùng nước đấy để uống nữa. Thế bây giờ thì sẽ như vừa rồi cô kia nói của bác này, thì xin nước ở bên kia đầy tách thì cho tắt, rồi thì chắc là có lẽ là chọn cái phương án đấy là cái phương án mà tốt nhất thôi. Thì giờ mình chỉ cần mua một đoạn ống là từ dưới nhà của Sử lên trên chỗ nhà của các cô ở trên này. Nếu mà kéo ở trên này thì lúc nào hết nước thì hai anh em là tự lên thả nhá. Đấy, bây giờ vừa rồi thì ông đã xin rồi đấy. Ông đã xin và cũng được là các chú đã chấp nhận rồi. Đấy, xe của Sử thì hiện tại là lên vấn đề lên trên nhà của người chú ở trên này thôi các bác ạ. Thời tiết thì đang gọi là se lạnh một chút, gặp trời nắng thì ấm, cho nên là ra đây sưởi ấm rất là nhiều.
Thắng ấy đang nấu cơm mà Thắng. Hả? À? Nấu cơm à? Đây là vợ à? Phải à? À là em rồi nhỉ? Trốn à? Ôi, nấu cơm sớm ấy nhờ? Bây giờ 4 giờ rồi đã. À. Ồ, đấy. Vào trong nhà thì đến mùa này thì khá là ấm các bác ạ. Hầu như là ở phần xung quanh nhà thì đã được gọi là phần trình tường ấy. Ôi. Ôi. Nước đổ rồi Thắng. Đây này. Làm nước đổ rồi. Ôi, cái hoa làm nước đổ rồi. Hoa này không được rồi. Hoa này làm nước đổ rồi. Hoa làm nước đổ rồi. Ăn kẹo cây à? Hả? Kẹo cây à? Đi học à, lớp mấy tuổi ấy? Chú? Đi học lớp mấy tuổi ấy? Đang đi nhà trẻ. Đi nhà trẻ à? Ôi, cẩn thận nha. Đang đi nhà trẻ. Đây là con của chú, con của anh đúng không? Đúng rồi. Ôi, con gì đây này? Con của anh. Kia là chị à? Vợ anh à? Đúng rồi. Ồ, thế vợ là bây giờ đang rửa rau nấu cơm ấy nhỉ? Đấy, bây giờ thì cũng đã xin được rồi các bác ạ, đã xin được nước rồi, cho nên là ngày mai là sẽ kế hoạch của mấy anh em là mua lên đây một cuộn nước để mà kéo nước đi xuống tách thôi. Rồi, cái lọ. Bực lá nó mát sớm đấy. Ờ. Thế hả? Ờ. Bắt tay bán không? Đấy, bắt tay bán không? Ừ. Đấy. Đó, lán nó phải đó. Quay chảy mà. Đấy, vừa rồi thì cô bác ạ, sau một quá trình thời gian mà anh em mà nói chuyện với nhau thì quyết định là cô chú là cho kéo cái nguồn nước này đi này. Lúc nào mà dùng được một tách rồi thì sẽ lên trên này và tắt nó đi. Tại ở đây thì bây giờ hiện tại là ở trên này cũng chưa có cái nguồn nước nào. Chúng chưa phát hiện là nguồn nước nào. Thành ra là cháu Lực với lại ông sẽ đưa ra ý kiến đấy. Ôi, hay. Giận chứ. Hay ở đây thì chắc cũng rơi vào tầm độ tầm hơn quận. Chó nghe rồi lo ngài gì? Bực tới lấy lo á. Ông thì đang đưa ra phương hướng để mà kéo nước từ bên kia xuống này. Đấy, nhưng mà xem cái tách này một chút nào. Tôi mẹ này lấy lưới đi chú mì, đi chú lòng tới đi chú điềng. Đấy, cái chỗ này thì hôm nọ là cháu Lực cũng đã cùng em Sử là làm rồi các bác ạ. Bây giờ hiện tại là cũng đã đây rồi, tiêm lên đây rồi, tiêm lên rồi. Tiêm lên rồi. Hay là bây giờ nhước ra lấy hót hót một tí đi Sử nhỉ? Đệm lại đi nhỉ? Hót đất nó ra ấy. Bây giờ mình nhước cái quả ra bên đây một tí. Mình hót đất nó ra ấy. Bên... Hải, Sử, Hải chạy đi lấy cuốc đi. Cuốc ở ngay dưới kìa. Nào. Đừng để nó lăn nhá. Đấy. Ôm nó là cái này là để đâu nhỉ? Để dưới nhà. Để dưới nhà. Hải có biết không? Hải có biết chỗ em để không? Hải không biết đâu. Không à? Cái dao chơi nhát à? Hay em chạy đi lấy về mình lắp luôn đi. Mai là có nước về mình kéo nước vào nó sẽ không có chảy ấy. Mai lắp được. Ok. Thì mai mình lắp sau cũng được. Nhưng mà cái này mình phải xoay hướng bên này nhá. Xoay hướng bên này. Bỏ được cái khả năng rồi. Cho anh Sử cao quá tí, Hải. Cào cái đất ra xong là mình để luôn. Cái này là còn cái lắp ở trên đây đúng không? Đúng. Thì mai lấy lên là lắp nốt.
Đấy, được chưa? Chưa được đúng không? Nhông nhá, nhông nhà bên kia tí nhá. Ây, sợ con lăn ạ. Hay bây giờ tách thì mọi cái đâu. Ở đây tách thì là một khối dưới của bác là 1.500 lít. Thì sẽ để mà ba con cháu nếu mà dùng để mà sinh hoạt cũng như là nấu cơm mọi cái thì được rất là lâu á. Còn hiện tại thì nguồn nước ở đây thì vẫn còn, cho nên là vẫn còn tận dụng lại để mà mình giặt áo được. Nào, chỉnh đi nhờ. Mày anh chỉnh. Hả? Mày lát đây. Mày phải kéo ra nó lát được dưới này. À dưới này đúng không? Ừ. Ồ. Chưa lát được. Cái này là vẫn chưa lát được đúng không? Thế thì để tạm trên này tí. Đấy. Để trên này tí mai mình hoàn thiện nốt. Nhưng mà sợ tối nay nó bị lung lay. Tách để trên này có sợ ai trộm không? Không. Không nào, nếu mà sợ ai trộm thì mình mua cái xích về. Mình căng hết cái này mình ôm vào xong rồi khóa vào cái này. Đấy, ở đây nó có một cái cành cái thân cây luôn để mình khóa được luôn. Hay bà cũng rất là may cô bác ạ, cũng rất là may là cô bên trên là cũng kiểu là cũng muốn cho ấy, chứ nếu mà không cho ấy thì phải nói là đi tìm nước thì rất là vất vả. Như em Sử nói là ở trên này thì hình như là không có cái nguồn nước mà làm sạch nữa. Có thì có cô bác, nhưng mà đi rất là xa, kéo xa thì sợ rằng là nó bị mất ấy, cô bác. Nó bị ai mà cắt mất hút cái đoạn. Ở đây thì có hay bị mất ống nhựa không? Không ạ. Không à? Vâng. Nếu mà kéo xa thì sợ không? Có ạ. Xa thì sợ đúng không? Vâng. Đấy. Kéo xa thì mình không có gần ấy, thành ra là mình không có biết cô bác. Còn là bây giờ thì chắc là đi xuống cái nhà và chắc là cũng nói chuyện với em Sử, trao phần quà cho em Sử thêm một chút nữa. Thôi mình đi xuống nhà đi nhỉ. Thôi, nước nôi thì mình có thể là rửa chân ở đây luôn, vừa từ trên kia về ấy. Sân tất cả mọi cái thì đều rất là rộng rãi, kể cả từ trong nhà tới ngoài sân. Ôi, chiều tối thì có vẻ khá là lạnh lạnh một chút đấy nhỉ. Vâng. Có thể là ngày tầm 3-4 hôm nữa, khi mà các anh mà hoàn thiện xong ấy thì nếu mà đi được ấy thì cả hai anh em là cùng anh đi xuống huyện. Còn nếu mà không đi được ấy, chỉ mình hai anh em mình đi thôi. Đấy. Còn ông thì chắc chắn là sẽ ở nhà là để trông coi nhà rồi, cũng như là cho cháu ăn mọi cái rồi các bác. Hay có thể là bây giờ đang ấm một chút đấy, thì là tranh thủ là đi lấy củi này về để mà dự trữ đi. Chứ đến mùa đông thì khá là lạnh đấy. Mùa đông thì nếu mà lạnh thì ở trên này cô bác này thật sự ra có khi là còn phải âm độ ấy, có cả tuyết rồi cô bác ạ. Vậy và ở đây thì cháu Lực có nhận được cái khoản của bà An Phạm là 350 đô. Và trong đó thì 200 đô là cho em Sử, 200 đô là cho em Sử để mà cũng như là mua thực phẩm, thức ăn này kia mọi cái. Và 50 đô thì là cho hai ông cháu. Còn là 50 đô thì cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại. Còn là 50 đô còn lại thì là mấy nữa là mình sẽ mua gà này. Mua gà ấy. Mua gà để mà mình làm tân gia luôn. Đấy, lúc mà mấy ở đây thì bà bảo là 50 đô là để mua gà và tân gia, nhưng mà anh không biết là mua sẽ mua được tầm bao nhiêu. Và đến hôm đấy thì mình cũng có xem luôn là cái phần cái khoản kinh phí của mình có bao nhiêu thì mình mới biết là làm tân gia. Đấy, có thể làm độ tầm 4 đến 5 mâm. Đấy, 4 đến 5 mâm này là mời những người mà hôm nọ đã từng giúp đỡ mình trong quá trình mà đào nền này, xong là vận chuyển cát này. Đấy, mặc dù là mình thuê người ta để mà đào nền cũng như là chở cát, nhưng mà cũng ở trong làng với nhau, thành ra là mình mời họ một câu. Thì lúc mà nhà người ta làm xong thì mình lại mời họ. Đó. Mà thấy cái này thì em lại bảo với anh thêm một lần nữa, bảo với ông thêm một lần nữa nhá. Thì anh cũng sẽ bảo với ông là 2.400.000 trước nhá. Là mấy nữa thêm là anh sẽ đưa thêm cho em nhá. Đấy, còn đấy, bà An Phạm thì có gửi cho em là bao nhiêu thì anh cũng đã nói với em rồi.
Đấy, ở đây thì bà An Phạm rất là quan tâm tới hoàn cảnh của em với lại ông nhá. Ở đây thì bà cũng có gửi cho anh là một cái khoản là hơn là một cái khoản để mấy đứa đi mua thêm bộ bàn ghế rồi. Đấy. Bộ bàn ghế thì Sử biết là đặt ở đâu không? Đặt ở đây đúng không? Thế còn như tivi thì theo em ngắm là đặt ở góc nào nó đẹp? Tivi đặt lấy đẹp. Đặt ở cái chỗ trên đấy à? Là nhà mình không có để bàn thờ đúng không? Đấy. Còn Trấn Lực cũng xin thay mặt là ba ông cháu gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm. Cảm ơn bà rất là nhiều. Và bà phải nói là bà rất là thương yêu em, Sử ạ. Ở đây thì em có cảm nhận được điều đấy không? Có. Có, em gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm nhé. Vâng. Chúc bà thật nhiều sức khỏe, xong cảm ơn bà. Vâng, con cảm ơn bà An Phạm đã gửi tiền cho bà ông cháu. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Lạnh sao hay Sử? Không ạ. Không lạnh à? Vâng. Áo đẹp đấy nhỉ? Vâng. Nào, hãy gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm nhé. Con cảm ơn bà An Phạm đã gửi tiền cho ba ông cháu. Con chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Rồi, em bảo với ông cảm ơn bằng một tiếng mông được không? Câu tiếng mông ấy. Qua chầu. Qua chầu mì chá nhùa. Qua chầu mì chá nhùa. Câu đấy là Hải dịch ra là như nào? Bảo là cảm ơn các cháu đã gửi tiền về cho ông. Thế ông những lúc mà ông không ở ấy, thì ông có hay nói chuyện với hai em rằng là có một ngôi nhà như vậy thì rất là vui không? Có. Có à? Đấy. Sử thì là một người anh lớn, là một người trụ cột. Có bác ạ? Úi, chưa cắt mắt à? Đấy, đấy, để thế để cho đi ra ngoài người ta biết là mình vừa mua áo. Anh cũng hay để thế mà. Đấy, còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là Trấn Lực không xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và hôm nay thì cũng rất là may mắn cô bác ạ. Ở trên chỗ nhà của Sử thì hầu như là rất là sóng tình cảm. Đấy, anh cảm nhận được điều đấy. Sử có thấy là người ta có bao giờ nói mình cái gì không? Không. Không à? Đấy, thế thì ngày mai thì anh mua ống nhựa lên để mà anh em mình kéo nước để cho tách nhá. Vâng. Rồi thì anh sẽ bảo người ta lên lắp cái đường nước lên đường điện luôn. Vâng. Hay có lẽ là mình sơn xong thì mình mới lắp được. Vâng. Đấy. Còn là cái thước phim này khá là dài rồi các bác ạ. Cho Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Sự, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi, bây giờ thì ba anh em mình cùng vẫy tay chào các bác nhé. Cả ông nữa nhé. Mai dễ.